Bà hay ngủ trong đây, nhiều khi bà quay nhưng bà đóng cửa đó. Khóa luôn à? Chứ mày sợ ai vô à? Ai vô hiếp dâm mày? Ghê rồi, rồi sẵn nè. Không để sẵn nè. Lâu rồi em mới nặng hả? Dạ. Chắc vài tháng này. Không, hơn 1 tháng. Giờ chị thấy mụn như vậy đó. Đón có bị chim ta? Hả? Ví dụ như nó em thử bấm thử là em thử thì mấy em thử thôi cho em chưa mấy. Như là nếu mà mua hàng một lần là lần sau mình mua hàng cái thanh toán mới được mua. Thanh toán trước nó mới được mua. Đối với đơn hàng là đổi. Thấy người ta không ra tới đây luôn này. Mạng điện không được, cái không giao tự ấy luôn. Cái số của chị sai là chỉ là 0905 mà thành 0902 thôi. Cái hàng gì vậy, chờ miết mấy cái đơn hàng chị kêu điên ghê. Mà may mấy cái đơn kia là không thanh toán chứ. À, mà răng chị luôn luôn nghĩ là nó sẽ đúng, vì là vì chị tại vì mấy cái đơn kia chị nhận bình thường mà đang lại mua lấy là sai địa chỉ, mà chị vô chị cũng không đọc, không nghĩ là 0902 vì chị nhìn cái số 9 thôi. Giống như bên Shopee đứa chị nó điện hai lần thôi, lần thứ ba mà nó không được là nó tự báo.
Là chị cả đóng đơn luôn á. Cả đóng đơn luôn mà giờ trừ đây mấy chục đơn rồi mà tự nhiên sau nay mới có một hai đơn là bị ấy luôn thôi. Ba cả tầm ba đơn á. Ba đơn với mấy? Chục đơn chứ, mấy chục đơn rồi chứ. Mà chị Loan biết cái đơn hoàn shopping nó đi, đơn nó hoàn đi là tốn tiền phí đi phí về đó chị Loan. À. Tốn mấy chục ngàn thì mới ship của anh đó chị. À, nhưng mà chị đặt ở TikTok thôi. Dạ cũng như nhau chị. Nhưng mà hắn sẽ quy cho chị vô trong gì hả? Dạ cũng hả. Thề mẹ ơi, tự nhiên. Chị tới chưa? Chị về rồi. Chị về. Ý là không chị về. À khoảng tầm thì qua giờ chứ 7:30 đi em. 7:30 cho thoải mái. 7:30 đúng không? Ừ thì mọi người qua trước 7 giờ cũng được chứ giờ chị về chị còn hẹn mấy khách làm á. À nhưng mà ý là chị nói Linh rồi chưa? Linh là chị nói mấy người ấy chưa? Chị chưa nói ai hết trơn á. Em rủ ai không? Thì em rủ Sa chứ mấy, còn lại Linh đồ chị rủ đi hay là anh? Thì hay em ý ai? Là đi với ai em rủ ai đi chung với vui. Thì mọi người đó, mấy người hay ngồi cà phê đó em rủ mình chị cái. Không, chị thì nhưng mà đi ăn cái chi, đi ăn cái chi đã, đi ăn chi đã. Chắc là đi ăn sushi thôi nhưng mà em rủ Linh với lại rủ Linh với lại nớ thôi chứ còn với lại Sa còn lại mấy người nó chỉ đủ đây chứ. Ờ không nói chuyện nào. Ờ ok. Ok. Dạ. Chị Long ơi mặt chị bé này em nặng tấm cám sơ ra mà chị chốc được cái gì đó. Ý là cũng không nhiều lắm đúng không? Tới qua chị nặng sợ bên này hơi lâu chờ chị luôn à. Mấy giờ rồi không biết. 6 giờ rồi không biết.